Các bạn biết trên tay tôi là con gì không? Các bạn đoán nha. Tôi điểm từ 1 đến 10. Nếu các bạn nào đoán được thì các bạn đã là một bậc ở trong điện tử rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nếu các bạn đoán được thì các bạn hãy comment bên dưới ngay nha. 8, 9, 10. Thôi, không chần chờ gì nữa, tôi sẽ thí nghiệm. Trong lúc thí nghiệm thì các bạn hãy suy nghĩ và trả lời comment bên dưới nha, để xem các bạn suy nghĩ bao nhiêu giây. Đây, cái con này mình thí nghiệm nha. Đây là cọc điện 220 và 110. Nếu tôi bật qua đây là 220, nếu tôi bật qua đây là 110, để xem nó như thế nào. Rồi, bây giờ mình tiến hành thí nghiệm. Trước khi tôi thí nghiệm, tôi sẽ đo đạt cho đó cho các bạn xem. Đây là đồng hồ đo. Đây là đo điện soi chiều. Và tôi bật công tắc lên. Và tôi đo điện. Đây là điện 220V. Và đã qua bóng đèn. Nếu bật qua đây là điện 220V, không qua bóng đèn. Bật qua đây là qua điện, qua bóng đèn. Như vậy thì qua bóng đèn thì tôi có thể chập kim. Tôi có thể chập kim đây. Này các bạn thấy nè. Bóng đèn sẽ sáng lên. Bóng đèn sẽ sáng lên. Tại sao tay tôi cầm đây không giật? Tại vì tôi đã bị cắt điện rồi. Cắt điện rồi thì không giật ngay các bạn. Các bạn hãy trở lại bài 42 và bài số 6 an toàn điện. Rồi, bây giờ nếu tôi cắm vào một cái cục sạc đây thì lập tức bóng đèn này nó sẽ hơi sáng lên. Nó không sáng luôn. Nếu tôi cắm một cái mỏ hàng đi. Một cái mỏ hàng điện thì ở đây nó sáng lên. Đây là ví dụ cho các bạn, đây là điện 110. Thì tôi sẽ câu điện 110 qua đây. Cẩn thận, đây là những thí nghiệm có những chuyên gia, các bạn không nên làm. Thì tôi đo điện ở đây lập tức là ở đây là 110. 193V. 193V có nghĩa là cầu chì không nhảy. Thì bây giờ tôi sẽ bật lên là 220V xem cái con này nó như thế nào. Nhớ nha các bạn. Như vậy thì tôi sẽ làm một cái cầu chì. Một cái cầu chì ở đây. Tôi sẽ lấy một cái cầu chì 5A. Và tôi sẽ để vào trong cái túi cầu chì. Quăng nó lại. Và tôi sẽ hàn hai cọng dây qua đây. Tôi hàn cọng một dây vào đây. Một bên cầu chì. Bên còn lại tôi hàn thêm một cọng nữa. Như vậy thì ta có hai sợi dây điện vào đây, qua cầu chì qua đây. Nếu đây nó chạm lại thì cầu chì sẽ bị đứt. Rồi, trước tiên tôi phải đo cầu chì này coi còn sống hay không. Cầu chì này đang còn hoạt động tốt, 5A. Tiếp sau đó tôi gỡ một chân đây ra. Tôi gỡ một chân ra. Sau đó tôi sẽ đưa một cọng vào đây. Cọng dây còn lại tôi sẽ kẹp vào đây. Tôi lấy ví dụ, khi con này quá điện 220, nó sẽ nối tắt lại với nhau và chập điện 220 vào đây, đứt cầu chì, để cầu chì chúng ta không còn hoạt động nữa.
Để đảm bảo điều đó cho các bạn tin tưởng, tôi sẽ đo. Đang thông mạch. Rồi tôi sẽ bật điện lên. Đây là điện 110 qua bóng đèn. Đã điện 220V và đã cháy con này rồi. Cầu chì bắt đầu tắt, nó đã cháy. Và tôi đặt điện 220. Nó đã nổ. Cầu chì thì sao? Cầu chì đã đứt. Cầu chì đã đứt rồi. Đây, đây là cầu chì đã bị đứt. Vậy thì các bạn thấy con này có bảo vệ được không? Tương đối bảo vệ được, nhưng không hiệu quả chắc chắn nha các bạn. Có rất là nhiều cục sạc như thế này nè mà không biết nó bị hư cái gì hết. Bây giờ mình cắm thử nha các bạn xem nha. Ví dụ như cái cục này, cục này cắm lên rồi nó sạc mà có